phim giờ là anh chưa được phép, Chưa được phép. anh chưa có xin phép tôi. Tôi xin phép rồi anh. Anh xin phép ai? Anh mới vào đây làm việc. Bây giờ nếu anh nói câu nói đó, cái vấn đề anh xin phép tôi quay phim không làm việc tôi. với anh bây giờ. Tôi đang còn làm việc với anh Phạm Hưng. Rồi anh làm cứ làm việc với Phạm Hưng đi. Tôi sẽ báo với trên. Anh cứ là cứ báo đi. Anh vô anh nói. Đây. Anh là thiếu tá này. Thiếu tá này, gấp điện thoại này. Anh nhầm tôi rồi đấy. Tôi đang còn có một cái GoPro nè. Nha. Tôi đang còn có một cái GoPro trước ngực đây. Điện thoại đây. Cái điện thoại của tôi là 20 triệu nha. Bây giờ là không phải bể màn hình. Tôi tưởng bể màn hình thì tôi cho ông đi luôn. Dốc. Cửa ngoài nước đâu có được đi vòng nha. Rồi ok. Ở lại phòng làm gì với anh Hưng đi hả? Ê, giật điện thoại tôi hả? Chết rồi. Quả này thì chết rồi. Các ông chết rồi. Các ông chết rồi. Cái vấn đề mà trực tiếp. Xin lỗi câu luôn, tôi đang còn có một cái GoPro trước nữa. Các anh làm việc vậy là không có đúng. Tuy nhiên bây giờ cái sự việc này nó cũng chả có vấn đề gì đâu. Thì mình cứ làm việc ngay thẳng như vậy. Có gì thì làm việc như vậy. Ý kiến của người ta thì sẽ làm thành biên bản. Vậy thôi, đồng ý không? Kêu Huỳnh Lăng lên. Bây giờ tôi chắc là thấy ở đây không an toàn rồi đấy. Sự việc làm việc ở đây là cấp tá nha. Trung tá mà vô dịch điện thoại là thấy không an toàn rồi. Hên thiệt, các anh đã bị người dân sợ rồi. Không có làm biên bản lại. Bây giờ mình cứ làm việc làm biên bản đi. Bây giờ cái vấn đề nè, hiện tại bây giờ đó là trực tiếp cái vấn đề này, nhưng mà chưa cái này là